Tôi vẫn nghe cha mẹ kể về Hồ Hoàn Kiếm với một sự tích huyền thoại mà tôi luôn tin là có thật. Đó là thời vua Lê được rùa vàng trao bảo kiếm giữ nước. Thanh bình, kiếm được trả lại cho rùa nên gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Câu chuyện lý thú ấy cứ hấp dẫn tôi mãi, cho đến khi lớn lên một chút, tôi được bố mẹ cho đi ăn kem và chụp ảnh ven hồ, phía sau lưng thấp thoáng bóng tháp rùa. Cứ như vậy, kỷ niệm với Hồ Gươm cứ lớn dần lên trong tôi lúc nào không biết. Những lúc không có dịp tản bộ quanh hồ, tôi lại lên mạng đọc những bài viết về Hồ Gươm và những khám phá mới về hồ. Lần lang thang trên mạng ấy, tôi đã đọc được trang web của nhà báo Hà Hồng. Tôi quyết định đến gặp anh để chia sẻ những cảm xúc của mình. Chú ơi, cho cháu vào gặp anh Hà Hồng ạ, ở ban cô giáo ạ. Chào anh ạ. Anh vậy là anh Hồng không ạ? Hương gọi cho anh. À. Vâng, em là Hương, Đài Truyền hình Việt Nam. Em vừa gọi điện cho anh lúc nãy ạ. Ảnh hồ đẹp thế nhỉ? Anh chụp hết đấy ạ? Đây tất cả là ảnh anh chụp. Vâng. Theo cái trường phái Panorama. Vâng. Chuyên về Hồ Hoàn Kiếm Panorama thì có. Bước vào căn phòng làm việc của anh, điều làm tôi ngỡ ngàng đầu tiên là những bức ảnh khổ rộng Panorama về Hồ Hoàn Kiếm được anh chụp ghép từ nhiều năm qua. Chắc hẳn chỉ những người yêu Hà Nội mới dày công đến vậy. Em đang định làm một cái phim về Hồ Gươm. Thì từ trước đến nay em thấy rằng là Hồ Gươm mà làm về nghiên cứu được rất nhiều, về lịch sử cũng thế. Hôm qua em cũng bất ngờ là em cũng đọc được cái trang web của anh. Những cái trải nghiệm của anh rất là đời thường. Chính vì vậy em rất thích để có được những cái trải nghiệm như thế. Cảm ơn cái nhận xét của Hương. Anh sẽ cùng em chúng ta đi tìm lại và gặp gỡ các cái nhân vật. Anh đã làm công việc này lâu chưa ạ? Ý định mà viết về Hồ Hoàn Kiếm thì cách đây khoảng 10 năm. Nhưng mà trực tiếp thì từ năm 2006, tức là từ cái lúc mà có cái trang web về hohoankiem.org. Anh cũng mang giới thiệu với tôi 600 câu chuyện anh kể ở website hohoankiem.org mà sắp tới đây anh đang có kế hoạch xuất bản. Anh Hà Hồng tâm sự, dù bận hay dù thời tiết có thế nào, từ ngày thành lập trang web năm 2006 đến nay, gần như mỗi tuần anh cũng phải có vài bài viết tin ngắn, những bức ảnh cung cấp thông tin đến người truy cập về Hồ Hoàn Kiếm. Anh Hồng quyết định dành thời gian giới thiệu cho tôi những tuyệt tác bên Hồ Hoàn Kiếm. Anh có phải là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội không ạ? Anh thì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố mẹ anh thì làm ở báo Nhân dân và lớn lên thì mình cũng làm ở báo Nhân dân. Do vậy là anh có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với báo Nhân dân cũng như là với Hồ Hoàn Kiếm này. Từ nhỏ anh có hay ra đài phun nước để chơi không ạ? Không những chỉ đài phun nước mà chung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Và hồi nhỏ thì hay ra tháp rùa. Mỗi một công trình, mỗi một cái chi tiết bên hồ thay đổi là đều bọn anh đều cảm nhận được hết. Em thì hồi nhỏ bố mẹ em cứ mỗi ngày thứ bảy chủ nhật lại do ra đây chơi suốt đấy. Tới khoảng 5 năm gần đây em mới biết nơi này chính là cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đấy. Đấy em thấy không, đây là một cái quảng trường trung tâm mà các cửa ngõ, các đường phố cũ và cổ đều nối về cái quảng trường này. Ai cũng biết cái quảng trường này có cái tháp, có đài phun nước. Nhưng mà khi hỏi quảng trường tên gì thì nhiều người không biết. Đây là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tại vì nhiều người không biết là vì lý do là ở đây không có cái tấm biển nào ghi đây là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cả. Không biết cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có cái tên đó từ khi nào nhỉ anh nhỉ? Trước khi cái quảng trường này có tên là phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục thì đây là một cái nơi gọi là bãi dừa. Mà trước cái bãi dừa mà nhiều người gọi là bãi gáo đấy em. Thì đấy, tại sao gọi là bãi gáo? Bởi vì ở đây là thực dân Pháp là sau khi hành hình những cái sĩ phu yêu nước của mình rồi chém đầu và cắm trên các cái cọc và dân ở đây gọi là bãi gáo. Trong cái quyển này của anh có cái ảnh của cái ngày xưa nó là nơi chém các chiến sĩ yêu nước không? Có, trong quyển này của anh mình có sưu tầm được cái bức ảnh là một cái nghĩa sĩ của mình bị thực dân Pháp chém ở đây. Dạ. Và đây là bức ảnh do một người Pháp vẽ.
Cái bức ảnh này anh sưu tầm ở trong cái quyển Hồ Gươm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng. Chắc hẳn một ngày không xa sẽ có một tấm bia tưởng niệm về di tích này để thế hệ trẻ và nhân dân sẽ nhớ tới nơi đã ngã xuống của biết bao chí sĩ yêu nước vì Hà Nội, vì đất nước. Anh ơi, như cây đề này chưa có ai biết về nó anh nhỉ? Đúng rồi, đây là một cây đề có rất nhiều tuổi ở quanh hồ, nhất là ở quảng trường Đông Kinh Nghệ Thuật này, nhưng mà chưa có ai biết riêng về cây đề này. Chắc phải có một cái điều gì đặc biệt thì anh mới dẫn em ra cái cây đề này chứ đúng không? Đúng, em nhìn kỹ nhá. Trên cái cành ngang của cây đề này có một cái vòng dây sắt rất là dì, hoen dỉ đấy, phi bốn đấy. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái vòng dây sắt đấy lại bị một cái lớp rễ ngoài nó bao phủ. Khi mà anh làm cái trang web Hồ Hoàn Kiếm .org đấy, để anh tìm tất cả những cái bức ảnh quanh Hồ Hoàn Kiếm, thấy được một cái bức ảnh thì ở cái cành ngang này, đúng cái vị trí này có một cái loa hình nấm. Cái loa hình nấm đấy thì là những người mà sống từ thập niên 60, 70, 80 thì đều biết rằng đấy là một cái chiếc loa công cộng. Hóa ra đây chính là chiếc vòng dây thép hoen dỉ cách đây 50 năm treo chiếc loa phát ra âm thanh đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 100 km mà tôi vẫn thường xem qua những bộ phim tài liệu trên TV. Thế còn vào năm 1969 khi mà Bác Hồ lâm bệnh nặng thì hàng trăm người đứng ở dưới đây nghe loa thông báo tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội sẽ có rất nhiều bảo tàng, nhưng quả thật có một bảo tàng ngay bên Hồ Hoàn Kiếm mà hiện vật cũng đang rất cần lưu giữ. Thấy chúng tôi cứ loay hoay mãi bên gốc cây, có một anh cứ thắc mắc, không biết chúng tôi quay cái gì. Trong lúc trò chuyện, sau này tôi mới biết anh làm ở trạm điều hành xe buýt bờ hồ ngay cạnh đài phun nước đã 5 năm, mà không biết đây chính là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Dọc Hồ Hoàn Kiếm, khi qua chiếc đồng hồ đang lắp đặt tại đầu phố Hàng Khay, chúng tôi lại nhớ đến nơi đây đã từng tồn tại một chợ hoa tươi qua bức ảnh Phố Hàng Hoa xưa của ông Phan Xuân Thúy, nguyên chủ hiệu ảnh quốc tế ở 11 Hàng Khay. Chợ hoa không còn, thương hiệu quốc tế xưa vẫn còn, chỉ có điều không còn là của riêng ông Thúy và gia đình. Người già như ngọn đèn trước gió, không biết dạo này sức khỏe của ông như thế nào. Những lần trước, thỉnh thoảng đi qua, nhìn lên căn gác tầng 2, vẫn thấy ông đưa máy ảnh ra chụp cảnh Hồ Gươm. Ông nói với chúng tôi, ông vừa ốm dậy. Xong ông vẫn say sưa, vừa dở album, vừa thuyết minh luôn cho tôi lai lịch các bức ảnh. Trước đây, kết quả thủ đô, bên ta đi chặt hết cả cái cây đa đi. Có lẽ câu chuyện này chắc hẳn ông đã kể đi kể lại rất nhiều lần bởi ông là nhân chứng sống của một giai đoạn lịch sử. Cái ngày 10 tháng 10 mà giải phóng thủ đô ấy, ông đã đi chụp ảnh ở khắp Hà Nội như thế nào? Ông kể cho chúng con nghe với. Thì tôi phóng xe đi khắp thành phố, cổng chào nào tôi chụp trong album này có. Đầu phố thấy công an Hà Nội